Bầu Võ Thành Quyên kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 2020. Hôm nay cơ sở Thành Quyên vinh dự được bác đăng ở thành phố Thanh Hóa. Bác về đặt lô hàng bàn thờ, bác đang viết hoa đường đặt lô hàng bàn thờ thì cảm ơn quý vị khách đã theo dõi video.